À, con chó vào đây bố mới lọc xương. Cầm mẹ vào đây con chó. Để đi ngủ à thằng lùn. Thì mà trước khi ngủ cũng phải làm chó ngừng sủa đã mới ngủ Mẹ được chứ. gáy Thôi hay đùa đấy. chứ, vào đây làm bài trận thế nào. Vào đi con trai. Mày tên gì đấy? Nhím pro FIFA 4 vờ cờ lờ đúng Đây đây đang bảo. không? Nhím không tồn tại. Mày build hình gì đấy? Đứt của mày. Dã đi mày nhím 10 không. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Đọc tên thằng lồn. Ghê. Đọc tên. Nhím Pro F4 kìa. Vừa cơ lơ. F4 Burglar. Đấy, các bạn đi. Rồi. Đâu nhỉ? Đi mẹ. Giả lập xếp hạng à? Ơ địt mẹ. Ok nhầm thằng. Mốt giải trí đúng không? Yes. Vào đi ghê. Ui địt mẹ hàng lồn cấp 400 rồi á. Hàng lồn chơi lén à địt mẹ mày. Thì có mẹ thằng béo chơi. Không Điên chơi à đâu đâu. thằng lồn béo có nick của nó mà. Đâu nó dùng nick tao. Tao bảo nó bui đội hình xong rồi nó chơi mẹ luôn. Mẹ chó. Đẹp mà hùng xám, hùng xám Barcelona. Ui, mẹ chỉ số cao đấy. Tao để đâu ngang phèo mà. Ui đi mẹ mày làm đội hình nhé. Đội hình này bắt đầu căng căng thẳng rồi này, chạy nhanh hơn này. Dọn Tôi đang đi quay mà. Có đi có mẹ phá lộ thằng Van Beek nó trượt chân kìa. đi mà trơn. Mưa mưa xong rồi Lại chơi bóng trượt chân ạ. mà thấy Messi với cả Ronaldo chưa? À Henry chưa? Ui da, dẻo đó. Ok, cầu thủ đó hết rồi. Hay. Đi mẹ thủ môn cộng 8 không khác. Ê, cộng 8 với cộng vàng với cả trắng nó có kết hợp với nhau không nhỉ? Ui lồi nguy hiểm đấy nhỉ. Ui mẹ nguy hiểm quá. Bắt nhầm đội hình rồi. Ê ôi. Điều Ferdinand. Ơi Đây ơi. nè. Làm Sao kia sao? bỏ sao kia bỏ người nhỉ? Tại vì nó đéo chạy được. Đó phải thế chứ. Để đội hình Tiki-Taka nhá. Địp mẹ tí đó cho mày xem Tiki-Taka là như nào. Bóng đá nó đương, đương đời. Ra gì đấy. Chúng khét đấy nhờ. Ấy à, đi mẹ dẻo nha. Đây phòng thủ các em ơi. Ôi ta cánh đánh đâu à? Địt cầm mẹ. Làm sao quả Li Blanc ơ à? Thằng nó vẫn lấy được bóng ra. Ai à. Phạt Ôi công. à. Ôi à. Mẹ mẹ được Ơ đấy. à, làm lồn gì đấy Henry này. Chỉ mà đéo chạy. Bắt ngay. Kise. Messi. Messi Ronaldo. Ui Mạnh địt. quá thì đéo được bóc mà. Chạy nhanh thế nhỉ. Về đi các em ơi, đứng nhìn lẫn lộn à. Ui địt mẹ Ronaldo chạy nhanh thật. Ui địt mẹ can tao. Ôi Ui. kìa, trườn kìa. Ừ. Chán đấy. Ai à. Tikaka này. Bóng đá đứng đại này. Đó, pro. Vào trong đêm ấy.
Ui, đi nghĩ không nguy hiểm tí nào nhỉ. Về thủ đi em ơi. Ơ à, địt mẹ hồng hồng đấy. Vậy còn đéo biết ngày nào. Ui, địt mẹ chọc ai thế, biết vị chưa? Ai cả buổi phút. Ui, địt mẹ bắt bài luôn mà. Trơn trơn. Dưới kìa. Dưới cái địt mẹ. Ủa mày đánh lạc hướng đấy. Mày hậu vệ cao thế nhở. Địt mẹ cánh này hẹp quá, đổi cánh. Bình tĩnh nha, xem nào, địt mẹ. Múa múa. Đây là địt mẹ kìa. Ôi trời ơi. Được rồi, đéo tiki taka được rồi. Đây nè. Được nhờ. Đi có mẹ mà ta bảo chiến thuật tiki taka địt mẹ Ben mạnh mẽ luôn. À nhầm, bác xa địt mẹ vô địch mà. Chọc nhím địt mẹ thua rồi. Chọc nhím chóng mặt chưa. Ừ. Cái gì? Ôi địt mẹ vô duyên đấy. Địt mẹ vô địch mà. Không được đấy. Địt mẹ ăn hành nhiều trong Moilix phải có tác động phải có cái gì nhở. Địt mẹ cứ nói là địt mẹ mất tập trung, bực thật. Ui địt mẹ chạy nhanh thế nhở. Được đấy, đi mọi tốc độ ấy. Chồng nhím cứ khiêm tốn. Hồi xưa đi mẹ chỉ sợ chồng nhím xuất xa thôi. Ôi gà, đi mẹ sao nó đã bị lừa nhỉ. Ơ, FIFA hình như mới update đúng không? Kiểu xuất xa các thứ ấy, cơ chế vẫn thế à, vẫn ảo ấy, nhưng mà giúp nó được đỡ ảo hơn hồi xưa. Hồi xưa ZD ảo với luôn. Mày đang làm tao mất tập trung đúng không? Địt cầm mẹ à. Tao cho mày chóng mặt này. Chóng. Ôi á. Vai cái bị. Ôi á, địt mẹ truyền nhẹ thế. Ê. Áp sát nhanh thế nhở? Anh mà quyết liệt vậy luôn, chuyên về ẩu đấy. Ơ à, địt mẹ sao lại bỏ bóng. Ăn lồn nó. Ơ à, địt mẹ siêu phẩm. Tí thì có siêu phẩm. Việt vị à. Lồn đá xấu. Việt vị sao? Đi cầm mẹ à. Đi cầm mẹ à, mẹ Việt vị thẻ vàng vai cả buổi. Đéo vài mày xỉa bố mẹ từ trước rồi. Mẹ ông sọc tài. Sọc tài mua mẹ rồi. Messi này. Được. Messi này. Làm sao? Messi đấy. Để mẹ tao comeback mùa 2 mà. Một đá xoay độ ốm luôn mà. Ừ. Phủ thân. Ừ. Đi mẹ sao đẩy bóng xa nhỉ. Đẩy bóng bố mày. Ừ. Ừ. Làm cái lồn gì đấy. Mình chuyền đây đúng không? Đấy.
Không có trượt xuống dưới mà. Mẹ. Tại gần cầu thủ chạy gần nhau á, nó bị loạn. Đi bay đuổi bóng lên nhiều sức. Đuổi bóng, đúng rồi. Đuổi bóng lên đi bay. Nhiều sức. Khỏi. Thiago Silva. Ui xa. Thế mà đéo bắt dính được. Thì mẹ xúc căng mà bắt dính tiết lộn được. Đây nè. Ok, đi mẹ Henry chạy đâu ấy. Đây này anh em ơi, phạt công. Mẹ tôi, địt mẹ đã chạy đâu. Trong đây. Địt mẹ thằng Pio này kèm vô trách nhiệm nhỉ. Ui, vãi lộn góc hẹp kìa. Được đấy nhỉ. Gỡ nào, còn vào nữa. Mẹ cái góc hẹp bé xíu thế mà vẫn sút được, ảo thật. Lôn truyền của lôn nhé. Bán độ rồi. Power Pogba. Mày thế. Con mẹ à, mày sút. Mày mà chưa. Cầu thủ địt mẹ bán độ rồi. Zui. Thì sao Bali bắt ra phản công với các em ơi. Mẹ bế tắc cái nhở. Địt mẹ vô duyên chưa. Ôi kìa, không hiệp phụ à? Đéo chỉnh. Đây là ra chỉnh hiệp phụ. Như nào đội hình chính của mày đây thế? Đấy, đội hình lồn gì đây, địt mày mặc áo BD đấy. Donnarumma, Donnarumma. Donnarumma chứ. Tao đọc thằng này Donnarumma. Địt mẹ ghê đấy. Quán đồ này mà. Thierry Henry. Marcus Teroy. Nó làm lồn gì đấy. Ui địt mẹ mày hút phát ngã lăn lồn là. Messi phối hợp với Ronaldo. Tới Messi phối hợp với Mbappe chứ. Địt cả mẹ ra vẫn sút được bóng. Địt mẹ vô lý thật, che hết chân rồi. Ôi à. Ấy ôi bác sĩ Dribbly. Bình tĩnh Sir Ramos. Đây nè. Ra thằng lồn ngáng chân kìa, chết bẩn kìa. Đi con mẹ nắm nó con gáng chân người ta. Ok, địt mẹ sao nó vẫn lấy được bóng. Địt vào quý vị. Sao cầu thủ mày địt mẹ đứng thấp thế. Cho lên cao đi. Cái điện đội tao 5 tiền đạo ấy. Mẹ địt mẹ bắt hay thế. Bám rồi. Messi. Ui đi mẹ đánh đầu cao thế. Mẹ em nhả cho đánh đầu đéo ấy được. Nhả luôn đi mẹ mày đéo kèm được. Ok á. Chuyền kìa. Chuyền mạnh vãi lồn. Đi mẹ nguy hiểm nhỉ. Ôi dồi ôi, chuyền quả mạnh thế. Về các em ơi. Đừng cho Lip Lăng địt mẹ một mình với Messi. Ronaldo. Ôi kìa.
Mẹ không xê bóng nhờ. Yeah, tao vướng vào chân rồi. Ui đi mẹ, đáng lẽ phải chọc luôn quả đấy chứ nhỉ. Vướng mẹ mày. Đi mẹ. Đè tao như con mày. Đấy, bắt bài rồi. Nó đi ăn ba này. Alo. Messi này. Ok, địt mẹ ông Henry này, đéo chạy theo đi. Ui da. Ui da, nguy hiểm thế à. Nay mà chắn kịp. Ronaldo lại đánh đầu thôi. Đánh đầu cho được, địt mẹ bố đá ra ngoài ngay. Ê ma, đôi chân pha lê ma thuật. Ui, địt mẹ nguy hiểm thế nào. Ui, địt mẹ đéo tranh được bóng à. Nguy hiểm đấy nhở. Silasen. Ui đi mẹ mất bóng ra. Ừ. Ây da. Ui làm lộn gì đây. À. Ui ạ. À. Mày quá. Ừ. Chuẩn bị rồi. Địt vẽ chiếc xìa bẩn thật. Địt mẹ đúng là thằng lột bạn bô béo. Thế đi các em. Mẹ cỏ trơn bị bấp. Xìa đéo đâu. Ok, địt mẹ. Hay quá. Thấy quả phạt. Tao sút giữa sân vào tiếp mày. Địt mẹ. Cho mày ốm như anh địt độ luôn. Địt mẹ à, thẻ vàng chứ. Mày xìa chả đau. Địt mẹ. Lô, địt mẹ truyền về trong à. Ừ. Thì mẹ vô duyên. Ôi, thật. Ôi, con đô thẻ vàng rồi, cẩn thận nào. Chắc chiêu vào. Đúng rồi, warm up đi. Đéo cho bọn nó cầm bóng. Cho nó mất cảm giác bóng đi. Địt mẹ, đúng hay rồi, lắm. Anh em ơi, truyền lại cẩn thận thôi. Chiến thuật là hay đó. Địt đỡ bóng chán thế. Ui địt. Địt có mẹ mất bóng chưa. Ừ. Trên nè. Ủa sao vắng thế nhở. Đây nè. Mất cảm giác bóng là ghi bàn à con. Ừ, địt mẹ đã lên lấy bóng luôn. Thủ lười vẽ lồn. Thắng cơ địt mẹ mày lười biếng ngay. Mẹ dâng Ramos lên tận đây. Địt mẹ. Địt mẹ cho nó dâng lên để ghi bàn đi. Địt. Ui nguy hiểm đấy. Ui lồn địt mẹ mày băng nhanh đấy nhở. Địt mẹ bóng nó của bố mày. Lấy đi, địt mẹ của mày đéo cho mày lấy mất cảm giác bóng đi. Bố mày ghi bàn mày luôn này. Ok, địt. Bắt ngay. Chào khe đi. Cái bổng ấy. Ok, địt. Đẩy rồi, lên thứ 4 ngay. Thao chọc quá đấy nhở. Kevin De Bruyne. Địt mẹ quái bố chọc còn hơn thề. Ui, địt mẹ chọc cái bổng hay hơn chứ nhở. Ừ. Ok. Rất là vô duyên. Lồn chọc quả sao thế. Quả chuẩn. Đây nè. Rách lưới. Được rồi. Dùn.
Điệp mà tưởng mấy thằng bạn mày đá như nào. Này anh em mới lập đội hôm nay chưa quen. Phải đá nhiều. Đá nhiều. Rồi, phải gặp mới quen được. Phải đá với nhiều đối vào. Đá với nhiều đối vào. Đá với nhiều đối vào. Cái lộn gì đây? Muốn cầu qua đầu mày. Đấy. Đúng rồi. Đúng dưới kìa. Nhuyễn, gần nhuyễn rồi đấy. Messi. Đi bánh với thằng này. Ừ, hơi cá nhân nhá. Kiểm điểm ấy. Ok, đít mẹ truyền nhanh đi. Té lét té vít. Bắt bài ngay. Ui, khoe bằng đánh gót luôn. Đít mẹ đâu. Ừ, đít mẹ truyền dưới mà. Ui ui ui. Ôi, hài lắm. Mấy thằng cầu thủ mày chạy trâu thật đấy, đít mà. Lên tấn công xong rồi về hết. Chọc lên trên kìa. Ôi kìa. Đít cầm mà. Mày truyền quả đít mà đéo biết vị hay thế nào. Xem nào. Mà sút lọt qua hàng luôn. Ừ, đít mẹ nó lồn kia đứng thấp thế. Ừ. Đít mẹ đéo thế nào mà để hòa được trận này nữa. Địt mẹ mấy thằng anh em thì mẹ mới lập đội bóng mà địt mẹ. Ui dồi ôi, chuyền tối thế. Phòng thủ em ơi. Mấy anh em đâu hết rồi, mẹ dâng lên. Mê tối địt mẹ. Lôn đâu mà đá hoài. Ừ. Mày... Cái đéo gì ấy? Chạy quá. Tấn công nhanh. Ok. Ừ, rất là vô duyên, địt mẹ. Mẹ cố tình truyền đội họ đấy. Địt mẹ thèm uống bia lắm rồi. Cố tình truyền đội họ đến hết giờ đấy. Nhưng bia nhờ, địt mẹ. Đéo chơi nữa. Được đấy, đi mày mấy anh em đá không ai đấy.